Xin chào các bạn và các em học sinh đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức khoa học tự nhiên 6, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay, thầy và các em sẽ cùng đến với chủ đề 11, trái đất và bầu trời. Bài 43, chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Hàng ngày, chúng ta nhìn thấy mặt trời chuyển động trên bầu trời. À, có người nói rằng đó là do trái đất đứng yên, còn mặt trời thì chuyển động quanh trái đất. Bạn nghĩ gì về điều này ạ? Có đúng là mặt trời của chúng ta chuyển động quanh trái đất hay không? Hay là mặt trời đứng im và trái đất sẽ quay xung quanh mặt trời? Thì bài học hôm nay thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu để làm rõ vấn đề này. Em hãy mô tả sự chuyển động của mặt trời hàng ngày trên bầu trời. À, mặt trời của chúng ta mọc đằng đông và chúng ta sẽ mặt trời lặn đằng tây. Đây là hình 43.1 là mô phỏng chuyển động nhìn thấy hàng ngày của mặt trời rồi sự chuyển động của mặt trời hàng ngày trên bầu trời đó là mặt trời mọc hướng đông và lặn ở hướng tây à, chuyển động nhìn thấy là chuyển động quay của các vật quanh ta còn chuyển động thực là chuyển động quay của ta rồi đôi khi chúng ta nhìn thấy không phải à, trái đất của chúng ta là có một trục à, từ cực bắc đến cực nam và trái đất là quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông và trái đất của chúng ta cũng quay xung quanh mặt trời ờ, trái đất quay được một vòng sẽ là một ngày đêm nhé thì các bạn nhìn thấy là nửa sáng ở trái đất là được nhận ánh sáng từ mặt trời nhé và trái đất của chúng ta quay quanh trục và quay xung quanh mặt trời rồi các bạn cùng nhìn giúp thầy hình 43.2 là mô phỏng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Đây là trái đất của chúng ta, còn đây là trục cực Bắc và cực Nam quay từ Tây sang Đông. Ánh sáng mặt trời ở bên phải đấy ạ. Rồi, em hãy cho biết trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều nào vào mỗi thời điểm ánh sáng mặt trời chiều tuyến trái đất sẽ làm bao nhiêu phần diện tích được chiếu sáng. Uh, như vậy thì trái đất quay tự quay quanh trục của nó theo chiều uh, phía từ tây sang đông từ tây sang đông và mỗi thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu tới trái đất sẽ làm một nửa phần diện tích uh, mặt đất được chiếu sáng rồi cái khoảng uh, mặt trời ở vị trí này sẽ làm lặn tắt thì mặt trời ở vị trí khác thì sẽ bắt đầu một ngày mới người tại vị trí b các bạn nhìn giúp thầy vị trí b đấy ạ khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu tới, sẽ quan sát thấy hiện tượng gì? Sau đó, người tại vị trí B sẽ thấy mặt trời chuyển động như thế nào? Vì sao? Đây ạ. Mặt trời của chúng ta, người ở vị trí B này thì sẽ thấy mặt trời ánh sáng mặt trời và bắt đầu thấy ánh sáng mặt trời đó là hiện tượng mặt trời mọc. Và sau đó người ở vị trí B sẽ tiếp tục thấy mặt trời chuyển động lên cao vì trái đất quay theo trục từ tây À, từ tây sang Đông và nên sẽ khiến cho vị trí B vẫn được mặt trời chiếu tới ở hình 43.2 B mô phỏng à, sự chuyển động quay của à, trục trái đất ở đây là cực Bắc và ánh sáng mặt trời đấy ạ cũng quay từ tây sang Đông à, người tại vị trí C khi ánh sáng mặt trời vừa khuất sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ở vị trí C ánh sáng mặt trời vừa khuất thì người ở vị trí C sẽ quan sát đến hiện tượng là mặt trời lặn. Rồi chúng ta vẫn quay từ tây sang đông bởi vì trái đất là quay quanh trục từ tây sang đông. Đây là tây sang đông ạ. Đấy. Và người ở vị trí C sẽ bị khuất ánh sáng mặt trời và như vậy sẽ thấy mặt trời lặn. tiếp theo ta sang đến một thí nghiệm à, dụng cụ à, một quả địa cầu tương ứng với trái đất một bóng đèn tròn tượng trưng cho mặt trời ta tiến hành là đặt quả địa cầu trên bàn và đặt bóng đèn điện trước quả địa cầu cấp điện cho đèn sáng đồng thời tắt hết các bóng điện khác trong phòng đây ta coi cái bóng đèn sáng đây là mặt trời còn đây là quả địa cầu của chúng ta giữ quả địa cầu tại một vị trí bất kỳ Em hãy xác định vị trí đó trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ chiếu tới các vị trí trên quả địa cầu mà ánh sáng sẽ khuất ngay sau khi ta tiếp tục à, ta quay tiếp quả địa cầu. Rồi, ta sẽ dựa vào sự quay quanh trục của trái đất là từ Tây sang Đông để xác định vị trí trên quả cầu mà ánh sáng sẽ khuất ngay khi ta tiếp tục à, quay tiếp quả địa cầu ạ. Nhớ nhé, chiều quay là chiều từ Tây sang Đông, theo trục ạ em hãy quay quả địa cầu tại vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu sẽ có ánh sáng chiếu tới ngay khi ta quay tiếp quả địa cầu rồi cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tìm vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu và dựa vào sự quay quanh trục của trái đất là theo chiều từ Tây sang Đông để xác định vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu sẽ có ánh sáng chiếu tới ngay khi ta tiếp tục quay quả địa cầu hay không rồi à, từ nội dung trên thì em hãy liên hệ hiện tượng ngày và đêm trên trái đất mặt trời mọc và mặt trời lặn khi quan sát từ trái đất trái đất của chúng ta sẽ quay quanh trục của nó hết một trục là sẽ được một ngày đêm hiện tượng này ngày và đêm trên trái đất là hình khối cầu của trái đất luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa và vì thế đã sinh ra ngày và đêm nơi này sáng thì nơi kia sẽ là đêm do trái đất tự quay quanh trục và nên mọi nơi trên bề mặt của trái đất đều được lần lượt mặt trời chiếu sáng. À, hiện tượng à, mặt trời mọc và mặt trời lặn khi à, quan sát từ trái đất à, khi tự quay quanh trục của nó thì trái đất sẽ bắt đầu quay từ tây sang đông theo trục góc nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo. Mặt nào của trái đất hướng về phía mặt trời sẽ là ban ngày. Các bạn nhớ nhé, hướng về phía mặt trời sẽ là ban ngày. À, mặt còn lại khuất bóng sẽ là ban đêm dựa vào đúng quy luật chuyển động từ Tây sang Đông Người ta đã thấy hiện tượng mặt trời mọc ở hướng Đông và sẽ lặn ở hướng Tây Sau đây thầy và các bạn sẽ cùng làm một số bài tập luyện tập trong sách giáo khoa Trang 190 Câu 1 Khi mặt trời lặn nghĩa là ở bất kỳ đâu trên trái đất đều không thể thấy mặt trời Kết quả luận này thì đúng hay sai? Tại sao? Như chúng ta vừa được học đấy ạ Thì câu trả lời này sẽ là Kết luận này sẽ là sai Khi mặt trời lặng Nghĩa là ở bất kỳ đâu trên trái đất Đều không thể nhìn thấy mặt trời Là sai Vì do sự luân phiên ngày và đêm Thì một nửa trái đất sẽ được mặt trời chiếu sáng Và một nửa trái đất sẽ không được mặt trời chiếu sáng Như vậy ở vị trí này sẽ là sáng Vị trí kia sẽ là tối Tại vị trí nửa, nửa trái đất Mặt trời được chiếu sáng sẽ nhìn thấy mặt trời là khẳng định này sẽ là sai. Chúng ta sang câu 2 và câu 3. Theo em, hàng ngày người sinh sống ở Hà Nội hay Điện Biên sẽ quan sát thấy mặt trời mọc trước tại sao? Chúng ta cùng so sánh là ở vị trí Hà Nội và vị trí ở Điện Biên ạ. Thì Hà Nội sẽ quan sát thấy mặt trời mọc sớm hơn Điện Biên. Vì đó là Điện Biên nằm cách thủ đô là 504 km về phía tây. Đấy, như vậy thì mặt trời sẽ Mọc ở Hà Nội trước sau đến mọc của Điện Biên sau. Câu 3. Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên trái đất là bao lâu? Em hãy cho biết khoảng thời gian đó thể hiện điều gì? Ờ, đương nhiên là chúng ta biết là một ngày đêm có 24 giờ và khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên trái đất là 24 giờ. Và khoảng thời gian đó thì cho biết uh, đó là trái đất quay một vòng mất khoảng 24 giờ. Rồi, như vậy là thầy và các bạn đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay à, Để à, tiếp tục cập nhật và theo dõi các bài tập của thầy Thì các bạn hãy nhấn like và share Đăng ký kênh chương trình mới Trung học cơ sở và Trung phổ thông à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo